đến một Kiền Liên, tôn giả đó, một Kiền Liên. Thì một Kiền Liên á là một trong những đại đệ tử của Đức Phật, nhưng chấm tay mặt của Đức Phật đó. Thì ngài có thần thông, nhưng đặc biệt là không cứu được người mẹ, tại vì người mẹ là sinh tiền là bà tạo quá nhiều tội ác đó, mặc dù khuyên bảo thế nào cũng mấy. Nhưng cuối cùng tới khi bà là không còn đạo lữ, thì lúc chúng ta tụng đến nước kinh á, thì chúng ta sẽ thấy được cái công đức và cái hiếu tâm của một vị thánh đó với mẹ của mình. Rồi ngài Xá Lợi Phất cũng là một trong những đại đệ tử của Phật, ngài cũng đã từng gửi cái hiếu tâm của mình phụng dưỡng người mẹ và giáo hóa cho người mẹ. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì ngài giáo hóa người mẹ mình thành công, là bà giác ngộ cuối cuộc đời, bà bắt đầu tỉnh thức và bà phát tâm và chứng thánh quả. Rồi sau đó thì chúng ta có thấy được trong kinh thì ngài Xá Lợi Phất có một lần nọ, ngài đang thiền định và ngài thấy có một con quỷ hình hài cơ xương ra, nó đau khổ lắm, thì nó khẩn cầu ngài, nó nói rằng á, tôn giả ngài hãy từ bi, vì con biết ngài là bậc thánh, cho nên á xin ngài hãy dùng thần thông. Ngài nhìn lại năm kiếp về trước, giữa con và ngài có rất tương quan giữa cái tình mẹ con, nhưng mà vì con bị mê lầm tọa lạc, cho nên hôm nay con biết ngài đã thành tựu giác ngộ, thì xin ngài hãy giúp con ngày mai á cái lễ của Đức Phật.